Rồi thì ở đây là phần cuối cùng của cái phần đầu phong, nhưng mà có một cái phần nhỏ mà anh không có nói với các bạn, thì đây là cái phần hiện tượng hổ biến. Hiện tượng hổ biến là thế nào? Thì một số chất á, bởi vì một số cái kiểu như hiệu ứng đốt điện tử, hay điện tử hay là liên hợp cảm gì đó, mà nếu như mà nó liên hợp hoặc là sau đó nó tạo thành một cái dạng bền hơn, thì nó sẽ hổ biến thành chất đó và tồn tại phần lớn ở chất đó luôn. Chẳng hạn thì như các bạn biết hồi ở cấp 3 các bạn đã học một cái dạng là dạng anion, thì hổ biến sang dạng cyton rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói cụ thể hơn về những cái đó ha. Rồi, thì nguyên nhân của cái sự hổ biến á, thường là do những cái năng lượng liên kết của nó bền hơn, cho nên là nó sẽ tồn tại ở dạng kia nhiều hơn. Thì cái dạng hổ biến thứ nhất là dạng hổ biến giữa anion và keton. Thì thường người ta có thể gọi là anion keton hoặc là anion carbonyl, tại vì cái nhóm nhóm chất bên đây người ta gọi nó là carbonyl ha. Các bạn thấy anh vẽ mũi tên cân bằng, nhưng mà cái dạng mũi tên hướng về phía carbonyl nó dài hơn, nghĩa là phần dạng carbonyl sẽ là dạng bền hơn, tồn tại nhiều hơn ha. Anion nó nghĩa là N tức là nối đôi này ha, với on là hai cái là cái nhóm OH. Thì một cái chất nào mà vừa có tồn tại cái nối đôi với nhóm OH, nó sẽ tự bị hổ biến thành cái nhóm carbonyl ở đây. Thì cái dạng carbonyl là dạng bền hơn. Cái dạng hổ biến thứ hai là dạng hổ biến giữa amid với lại imin, amid với lại imid ha. Thì ở đây á, dạng amid với dạng imid này á, thật ra nó không gọi là cái nào bền hơn cái nào hết, mà gọi là tùy trường hợp. Và cái thằng này nếu mà muốn xét thằng nào bền hơn cái nào thì nó khá là nâng cao nên cũng sẽ bỏ qua. Thì các bạn biết là ở đây nó có thể hổ biến lẫn nhau giùm anh. Dạng thứ ba là dạng enamine với imine, thì cái thằng này cũng tương tự với dạng enon với lại carbonin thôi. Thì thay vì là C nối đôi O thì bây giờ là C nối đôi N, thay vì là enon thì bây giờ là enamine, thì cũng là nối đôi với NH2, rồi đây cũng là nối C nối đôi N, thì cũng tương tự là dạng imine bền hơn, là dạng enamine là dạng kém bền hơn. Cái loại cuối cùng là dạng hổ biến nitroso với lại oxime, hoặc là đôi khi người ta gọi là oxymol. Thì ở đây thì cái dạng dạng oxim nó sẽ bền hơn, tức là N với lại OH, nên C nó đôi NOH, thì đôi khi nó cũng hổ biến thành dạng này. Thì đương nhiên là trong hóa học thì các bạn cũng biết là cái gì cũng sẽ có ngoại lệ, thì cái slide này là những cái thứ ngoại lệ. Thì ở đây cái thằng này nó sẽ là acetoacetone. Thì cái chất này á, nó không tồn tại ở dạng này là chủ yếu, mà nó tồn tại ở dạng bên đây là chủ yếu. Nguyên nhân thì các bạn có thể nhìn thấy rõ trên hình là nếu như mà nó hổ biến thành dạng anion, nếu như một cái C nối đôi O này hổ biến thành dạng anion đó, thì nó sẽ có thể tạo được liên kết hydro ở đây. Ở liên kết hydro thì nó làm cho phân tử bền hơn. Do đó thì cái khúc này nè, nó sẽ là cái thằng mà tồn tại bền nhất của cái acetoacetone. Rồi. Nhưng mà ví dụ như là bạn có một cái dạng này là acetoacetate ha, thì cái dạng acetoacetate đó nó cũng có thể tạo liên kết hydro, nhưng mà cái liên kết hydro của nó kém hơn so với lại bên đây, cho nên là acetoacetate nó vẫn tồn tại ở cái dạng hai cái C nối đôi O là tốt hơn ha. Lưu ý cho anh hai trường hợp đặc biệt này nha. Rồi cái dạng thứ ba là cái dạng mà có lẽ ai mà đụng tới cái hổ biến thì cái chuyện đầu tiên mọi người đều hỏi là cái dạng này, là tại sao phenol nó lại tồn tại ở dạng anion tốt hơn so với lại dạng carbonyl. Thì câu trả lời á là nó dựa vào tính thơm. Thì nếu như ở dạng anion á, thì cái vòng này nó trở thành một cái vòng thơm, và cái vòng thơm thì như các bạn biết rồi là cái năng lượng nó thấp hơn so với bình thường, tức là cái phân tử nó bền hơn rất nhiều so với bình thường. Do đó thì so sánh giữa hai dạng này á, thì nó sẽ ưu tiên là nó tạo vòng thơm, và mặc dù ở dạng anion nhưng mà nó vẫn tạo được vòng thơm, cho nên nó sẽ ưu tiên tồn tại ở dạng này. Rồi cái dạng cuối cùng là ở đây là một trường hợp đặc biệt của cái dạng enamine. Thì các bạn sẽ gặp lại cái dạng trường hợp này ở hóa hữu cơ 2. Ở phần carbonin thì có một cái phản ứng rất là đặc biệt để điều chế để gắn nhóm alkin vào carbonin. Thì nói xa quá thì các bạn cũng không nhớ đâu, nhưng mà bây giờ các bạn thấy giùm anh nè, đây là một cái dạng imin nè, ở đây là dạng enamin. Nhưng mà imin này là imin mà nitơ có 4 liên kết, mà nitơ có 4 liên kết thì nó sẽ có một điện tích dương.
thì có điện tích thì nó sẽ không bền, nên nó sẽ có xu hướng là bây giờ nó tách các hạt cộng ra nên nó trở lại dạng enamin. Thì dạng enamin này chả có điện tích gì hết, nó sẽ bền hơn nhiều so với là cái dạng mà imin của nó, cho nên là ở đây nó sẽ tồn tại ở cái dạng enamin nhiều hơn. Rồi thì bốn trường hợp này là bốn cái trường hợp mà các bạn thường gặp nhất rồi, nên anh sẽ không có đưa một số trường hợp khác nữa. Thì chừng nào gặp bài tập có thì anh sẽ nói thêm.